Xin kính chào quý phụ huynh và kem học sinh lớp 5. Kem thân mến, ở trong nội dung video này, mời kem chúng ta làm các đề kiểm tra cuối kỳ kem nhé. Trích ở trong cuốn đề kiểm tra toán 5 học kỳ 1 kem ạ. Chúng ta cùng với thầy đến với đề kiểm tra cuối kỳ số 11. Một lớn phần trắc nghiệm. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1. Phân số 97 phần 1000 viết dưới dạng số thập phân là. Ở đây chúng ta dùng kiến thức đổi từ phân số ra số thập phân. 97 ở phần 1000 thì chẳng qua nó sẽ chính bằng gì? Nó sẽ chính bằng 97 chia 1000. Đó, nhiều bạn chưa quen thì có thể viết ở dạng như thế này, phép chia như thế này. Khi chia nhẩm cho 1000 thì mình sẽ dịch dấu phẩy sang bên trái ba chữ số, đúng không? Nó sẽ bằng gì nhỉ? Đây nhá, 97 thầy viết lại này, một chữ số, hai chữ số này. Thêm chữ số nữa là 0 là 3 số này, rồi dấu phẩy này. Mình sẽ được là 0,097. Mình chọn đáp án D. Câu trắc nghiệm 2. Chữ số 4 trong số thập phân 10,974 có giá trị là bao nhiêu? Thì ngay sau dấu phẩy là chữ số 9, đóng vai trò là hàng phần 10. Chữ số 7 là hàng phần trăm. Chữ số 4 tiếp theo là hàng phần nghìn. Như vậy là 4 phần nghìn. Em chọn đáp án D nhé. 4 phần 1000. Câu trắc nghiệm số 3. 2 tấn 8 kg thì bằng bao nhiêu tạ? Số tích hợp điểm vào chỗ chấm là. Chúng ta tách như thế này cho thầy. 2 tấn 8 kg chẳng qua sẽ bằng 2 tấn cộng 8 kg. Kem đồng ý chưa nào? Với 2 tấn đổi ra tạ đi. 2 tấn là bằng 20 tạ đấy. 8 kg thì em chia cho 10, chia cho 100, đúng không? Chia cho 100 thì sẽ ra tạ. 8 chia 100 là 0,08 tạ. Thì tổng lại thì sẽ bằng bao nhiêu em? Đây là 20,08 tạ. Em chọn đáp án D các bạn. Câu trắc nghiệm số 4. Hỗn số 3 và 6 phần 7 được viết thành phân số là. Kiến thức đổi từ hỗn số thành phân số thì ta sẽ lấy phần nguyên nhân với mẫu số là 7 cộng với tử số và giữ nguyên mẫu số. 3 nhân 7 bằng 21, đúng không? Cộng với 6 là 27. 27 phần 7. Vậy mình chọn đáp án B. Câu trắc nghiệm số 5. Số thập phân gồm có 87 đơn vị, 6 phần 10, 7% và 4 phần nghìn được viết là. Đó rất đầy đủ rồi. Cho tất cả các hàng rồi đúng không? 87. Viết số 87. Đơn vị phẩy này. 6 phần 10 là số 6 này. Tiếp theo là phần trăm là 7% này. Và 4 phần nghìn. Đây. Mình chọn đáp án C. Câu 5 là C. Câu trắc nghiệm 6. Một hình tam giác cạnh đáy bằng 80cm, chiều cao bằng 60% cạnh đáy, diện tích của tam giác đó là. Để tính diện tích hình tam giác thì kem phải có công thức tính đúng không? Diện tích hình tam giác phải viết là chữ S nhá. S gì này? Là diện tích. Sẽ bằng là gì nhỉ? Bằng đáy này nhân với chiều cao, rồi kem chia 2 như thế này. Chúng ta biết đáy rồi, bây giờ mình phải tính chiều cao. Chiều cao bằng 60% đáy, vậy thì chiều cao bằng gì kem? Tiếp tính là gì nhỉ? Ta sẽ lấy 80 kem nhân với 60% như thế này. Đó. Thì sẽ bằng bao nhiêu kem? Nó sẽ ra được là 48cm. Rồi. Bây giờ mình thay số vào để tính cái diện tích hình tam giác của thầy nè. Đáy là bằng 80. Kem nhân chiều cao là 48. Rồi kem chia 2. Đấy, bây giờ mình sẽ đi tính thôi. Mình tính nhẩm thôi đúng không? 80 chia 2 sẽ là 40 thôi. 40 x 48 thì nó sẽ ra được con số là bao nhiêu nhỉ? 48 này thầy nhân 4. Và 4 x 8 là 32, viết 2 như 3. 4 x 4 16 thêm 3 là 19. Nó sẽ bằng là 192 thêm số 0 nữa. Đây là cm vuông. Chúng ta thấy rằng là không có đáp án nào là 1920 cm vuông cả đúng không? Mình có thể đổi ra decimet vuông được. Từ cm vuông đổi ra decimet vuông thì em phải chia cho 100. Tức là nó sẽ bằng là 19,2 decimet vuông các em ạ. Vậy thì thầy cho mình chọn đáp án A.
Cái câu này khá là mất thời gian trong cái việc là các em tính chiều cao này, rồi tính diện tích, rồi lại phải đổi nữa đúng không? Câu trắc nghiệm 7. Bác An gửi tiết kiệm 20 triệu đồng. Sau một năm, bác An lấy tiền gốc và lãi là 21 triệu 500 nghìn đồng. Lãi suất của ngân hàng là bao nhiêu phần trăm? Bây giờ, các em phải hiểu rằng là lúc đầu này, đây lúc đầu nhé. Lúc đầu là có bao nhiêu tiền kia nhỉ? Bác An bác gửi 20 triệu. Rồi, lúc sau này. Bác nhận về là 21 triệu 500 nghìn đồng. Thì em thấy rằng là cái số tiền lúc sau nhiều hơn số tiền lúc đầu rồi. Và nó nhiều hơn chính là tiền lãi mà bác An đã được nhận. Vậy thì mình sẽ có thể tính được tiền lãi không các em? Tiền lãi là bao nhiêu các em nhỉ? Các em lấy lúc sau trừ đi lúc đầu đúng không? Thì ta sẽ được là bao nhiêu? 21 triệu này, 500 nghìn đồng này. Các em trừ đi 20 triệu. Đó. Thì các em sẽ được tiền lãi nó sẽ bằng là 1 triệu 500 nghìn đồng. Và lãi suất ngân hàng thì ta sẽ lấy tiền lãi chia cho tiền lúc đầu thì mình sẽ ra lãi suất kèm nhé. Vậy chúng ta sẽ có phép tính là gì nhỉ? Phần trăm lãi này. Nó sẽ bằng là 1 triệu 500 nghìn đồng này. Em chia cho số tiền ban đầu là 20 triệu. Đó. Mình đổi ra số tập phân trước nhé. Mà mình nhờ chúng ta bỏ bớt các chữ số 0 cho nó đỡ dối. Là có 5 chữ số 0 bỏ đi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tức là 15 các em chia cho 200. 15 chia 200 thì các em có thể đi đặt tính ra. Đúng không? Thì các em sẽ ra được một cái con số thập phân. Nó sẽ bằng là 0,075. Bây giờ số thập phân này muốn đổi ra phần trăm thì các em sẽ nhân nhẩm với 100 thì nó sẽ ra 7,5 và viết thêm ký hiệu phần trăm vào. Đáp số của ta là 7,5%. Thầy cho mình sẽ chọn cho thầy là đáp án B của câu này. Câu số 8. Khoa mua 4 quyển vở và 2 cái bút mực hết 70.000 đồng. Nếu Hoa mua 3 quyển vở và 3 cái bút mực thì hết 82.500 đồng. Tỷ số phần trăm giá tiền quyển vở so với giá tiền bút mực là. Đấy, bài này chúng ta phải cần ít nhất là hai bước tính đúng không? Bước đầu tiên là chúng ta phải tính cho thầy là giá tiền của mỗi quyển, mỗi loại đúng không? Đây chúng ta sẽ viết cho thầy nhé. Viết ngắn gọn này. Thầy viết ngắn gọn là 4 vở này. Cộng với 2 bút này. Thì là 70.000 đồng. Em đồng ý chưa? Tiếp theo là 3 vở này. Cộng với lại 3 bút. Thì mình sẽ ra được bao nhiêu? Mình sẽ ra được là 82.500 đồng. Đó. Cái câu này cũng không phải câu đơn giản đâu. Bởi vì chúng ta chưa biết giá tiền của từng loại đúng không? Vậy ta làm như thế nào bây giờ? 3 vở 3 bút là 82.500 đồng. Thì các em có thể tính cho thầy được ngay không? Đó là 1 vở cộng 1 bút chẳng qua sẽ chính bằng là 82.500 đồng các em chia 3. Các em có đồng ý với thầy không? Đó, 82.500 đồng các em chia 3. Thì các em sẽ được bao nhiêu? Các em đặt tính ra nhé. Thì nó sẽ bằng là 27.500 đồng. Nhiều bạn sẽ không hiểu tại sao thầy có một vở một bút là 82.500 đồng thầy chia 3. Em có thể vẽ sơ đồ ra để em hiểu. Được chưa? Hoặc là em có thể hiểu như thế này. 3 lần vở cộng 3 lần bút bằng 82.500. Vậy thì 3 lần của vở cộng bút thì sẽ bằng 82.500. Đó. Chẳng qua đây chính là phép nhân đấy em. Đấy, chúng ta tư duy đây chính là phép nhân này. Đó, đúng không? Là chính là phép nhân. Vậy thì em phải hiểu rằng là chỗ này sẽ chính bằng 3 nhân với vở cộng bút đấy. Được chưa nào? Đó. Thì mình sẽ được là vở cộng bút. Ra một vở cộng một bút rồi. Thế bây giờ chúng ta lại khai thác ở phía trên.
4 vở cộng 2 bút thì các em cũng có thể làm như vậy, thì mình sẽ có được là 2 vở cộng với 1 bút thì bằng gì các em nhỉ? Thì các em sẽ lấy cho thầy là 70.000 đồng, các em chia 2 lần đi, đúng không? Tức là cùng giảm bớt 2 lần. Đó, cùng giảm bớt 2 lần. Thì ra 35.000 đồng. Cái kiến thức đó là kiến thức giảm bớt đi đấy, đúng không em? Cùng giảm bớt đi 2 lần này. 4 giảm đi 2 lần thì được 2 này, 2 giảm đi 2 lần còn 1 này, 70.000 giảm đi 2 lần là 35.000 đấy. Chúng ta thấy rằng là một vở một bút là 27.500 đồng và hai vở một bút là 35.000 đồng. Vậy thì số tiền nó chênh lệch chính là do một quyển vở đúng không? Một quyển vở. Vậy một vở là bao nhiêu nhỉ? Ta sẽ lấy 35.000 này trừ đi 27.500 đồng đúng không các em? Đó, lấy 35 trừ đi 27.500 đồng. 35.000 trừ đi. Mình sẽ được là một vở là 7.500 đồng. 7.500 đồng. Đúng chưa? Rồi, đây là một vở nhé. Thế một vở, một bút là 27.500 đồng. Như vậy thì chúng ta sẽ có tính được một bút không? Ta lấy tổng số tiền của một vở, một bút trừ đi một vở đúng không? Lấy 27.500 đồng trừ đi 7.500 đồng thì ra là 20.000 đồng. Đúng chưa? Để bài hỏi chúng ta cái gì nhỉ? Tỷ số phần trăm giá tiền vở so với giá tiền bút là bao nhiêu? Thì chúng ta sẽ có 7.500 đồng này. Em chia 20.000 đồng. Em bỏ bớt các chữ số 0 đi. Tức là ta sẽ lấy là 75 chia 200 đấy. Đúng không? 75 chia 200 thì em đặt tính ra nhá. Ta sẽ được là 0,375. Muốn đổi ra tỷ số phần trăm, em lại nhân nhỏ với 100 nhá. Thì sẽ bằng là 37,5%. Như vậy thì rất là vất vả. Chúng ta mới ra được cái đáp án ở câu 8 này là đáp án C. Rồi. Vậy thì ý tưởng của thầy làm như thế nào? Bước 1 này, đây là bước 1 của thầy này. Được chưa? Bước 1 này. Đây là bước 2. Đó. Bước 1 thầy dựa vào 3 vở 3 bút thì thầy sẽ tính được bước 1 nhá. Đây thầy dựa vào bước 3 vở 3 bút này tính được bước 1 này. Bước 2 thầy tính 2 vở 1 bút thì thầy dựa vào đây, thầy dựa thông tin 4 vở 2 bút là bằng bao nhiêu tiền. Và sau đó bước 3 thì phải thầy dựa từ hai bước trên đúng không? Bước 4 là tính được bút này, và cuối cùng là bước 5 là thầy tính tỷ số phần trăm. Như vậy là bài này thầy đã dùng 5 bước để giải các em ạ. Được chưa nào? Đấy, các em có thể dừng video, các em đọc lại và để chúng ta suy ngẫm để chúng ta hiểu hơn nhé các em nhé. Ok. Chúng ta cùng chuyển sang hai lớn phần tự luận của đề kiểm tra cuối kỳ số 11. Bài 1. Đúng ghi chữ D này, sai ghi chữ S này, và ô trống. Ý A. 9m2 56 dm2 thì bằng 956m2 đúng không? Thì cái này đúng các em nhé. Bởi vì sao nhỉ? Bởi vì từ m2 đổi ra dm2 ta nhân với 100 lần đúng không? Thì 9m2 chẳng qua sẽ chính là 900 dm2, cộng thêm 56 dm2 nữa thì có phải là 956 không các em? Được chưa? Cái này đúng. Ý B. 89 hecta thì bằng 90.000 m2 đúng hay sai? Kiến thức đổi đơn vị đo diện tích này, cái này các em cũng hay gặp lắm. Đó là 1 hecta thì sẽ bằng là 10.000 m2. À như vậy 89 hecta nó sẽ bằng là 89.000 m2. Đúng không? À 890.000 chứ, 890.000 m2. Đó. Như vậy đây là 90.000 m2 chắc chắn là nhỏ hơn 890.000 m2 rồi đúng không? Cái này đúng hay sai em nhỉ? Đúng rồi, cái này đúng rồi, đúng. Nó lớn hơn mà. Nó lớn hơn 90.000 m2 mà. Cái này đúng các em nhé. 890.000 m2. Được chưa nào? Lớn hơn 90.000 m2 là đúng rồi. Đúng, ý sẽ đúng. Tiếp theo, ý C. 3m2 15dm2 thì có phải bằng là 3 và 15 phần 100m2 không? Thì cái này đúng rồi. Cái này đúng các em ạ. 3 và 15 phần 100m2 chẳng qua sẽ chính bằng là 3
mét vuông cộng với lại 15 phần 100 mét vuông. Em dùng kiến thức hỗn số ở đây này. Một hỗn số sẽ bằng phần nguyên cộng với phân số đúng không? Đây phần nguyên là 3 mét vuông cộng phân số là 15 phần 100 mét vuông. Thì có phải là bằng 3 mét vuông cộng với lại 15 đề mét vuông không? Hay viết gọn thành là 3 mét vuông 15 đề mét vuông. Cái này đúng. Ý D. 24 đề mét vuông bằng 3.400 cm vuông. Các em nhìn thấy cái số đã khác nhau thì chắc chắn là đổi nó cũng sẽ không giống được đúng không? Đây là số 24, đây là số 30, số 3 đúng không? Không được. Thế này là sai rồi, chắc chắn sai. Ok. Bài 2 tính nhanh à? Tính nhanh thì chúng ta cố gắng là chúng ta sẽ đi dùng cái tính chất kết hợp của phép nhân, hoặc là dùng tính chất nhân một số một tổng hoặc nhân một số một hiệu chúng ta dùng và chúng ta áp dụng vào. Ý A chỉ là nhân thôi thì mình sẽ dùng kiến thức là kết hợp. Tức là mình sẽ nhóm thành các tích mà ra số tròn ấy. Chỗ này chúng ta thấy ngay nó sẽ là chúng ta nhóm với lại 8 với 12,5. Nó nhân với 3,7. 8 x 12,5 thì nó sẽ ra được là 100. Đó nhân 3,7. Kiến thức nhân nhật. 3,7 x 100 thì sẽ ra được là 370. Ý B. Ý B chúng ta nhìn thấy cái gì? Chúng ta rất khó nhìn ra thừa số chung đúng không? Nhưng mà các em có thể đưa về thừa số chung được đấy. Nó sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? 8,3 x 98 thầy để nguyên. Thế nhưng 0,83 này. 0,83 nhân với 20 ấy thì thầy sẽ tách thành là 0,83 này nhân với 10 nhân với 2, em đồng ý không? 20 thầy tách thành 10 nhân 2. Em đồng ý chưa nào? Ừ. Thì đến bây giờ sẽ bằng 8,3 em nhân 98 em cộng với lại 8,3 em nhân 2. Bây giờ em đã thấy thừa số chung chưa? Ta sẽ đặt thừa số chung ra ngoài. Bằng 8,3 em nhân với mở ngoặc là 98 cộng 2. Đúng không? Bằng là 8,3 nhân với lại 100. Để viết thêm dưới này nhé. Nó bằng là 830. Đấy. Thầy đã biết này, thầy đã tách là đoạn này rất đầy đủ cho em rồi nhé. Chúng ta cùng đến với bài tự luận 3. Một bài tập rất là hay đấy các em ạ. Em đọc đề này. Một tam giác có tổng độ dài cạnh đáy và chiều cao là 64 cm. Chiều cao bằng 60% độ dài đáy. Tính diện tích của tam giác đó. Bài này cho các em biết tổng rồi. Tổng của đáy và chiều cao. Đó. Muốn tính diện tích thì em phải có đáy và cao đúng không? Diện tích tam giác này. Nó sẽ bằng độ dài đáy này. Nhân với chiều cao rồi cho các em chia 2. Đấy. Chưa biết, chiều cao cũng chưa biết. Nhưng mà chúng ta có tổng đáy và chiều cao là 64 rồi. Có tổng rồi. Đấy, có chiều cao bằng 60% độ dài đáy thì khả năng là sẽ đưa về bài toán tổng tỉ các em ạ. Tại vì sao? Chiều cao bằng 60% đáy. Nếu các em tỉnh táo ra thì em nhớ lại về kiến thức tỷ số phần trăm. Chẳng qua nó sẽ chính bằng phân số thôi, đó là 60/100. Đúng không? Đó. 60/100 các em có thể đưa gọn về một cái phân số gọn hơn, đó là các em cùng chia cả tử và mẫu cho 20. 60/20 thì được 3. 100 chia cho 20 thì được 5. Như vậy thì chiều cao của chúng mình sẽ bằng là 3/5 đáy. Thì có phải là tổng biết rồi, tỉ ở đây, đúng không các em? Đấy. Em đã hiểu chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi đổi nhá. Đổi 60% này thành 3/5 cái đã. Đổi này. 60% này bằng 3/5. Đúng chưa? À, như vậy thì chúng ta thấy rằng là chiều cao sẽ ngắn hơn so với độ dài đáy đúng không? Chiều cao ngắn hơn. Tức là chiều cao sẽ chiếm 3 phần và đáy chiếm 5 phần. Đưa về bài toán tổng tỉ, mình sẽ có tổng số phần bằng nhau là
Nhiều bạn vẫn chưa hiểu tại sao là chiều cao là ngắn hơn. Đây này, chiều cao bằng 3 phần 5 đáy, tức là nếu mà đáy chia 5 phần, nếu mà đáy là 5 phần, thì chiều cao sẽ là 3 phần như vậy. Em đã hiểu chưa? Thì cho nên là chúng ta sẽ có tỉ số của chiều cao so với đáy là 3 phần 5 đấy. Em hiểu chưa? Ta có được là 3 cộng 5 bằng 8 phần. Mình tính được luôn. Độ dài cạnh đáy của tam giác là 64 này. Các em chia tổng số phần là các em chia 8 này. Đáy là chiếm 5 phần các em. Đây, đáy là chiếm 5 phần. Đây, thầy đã nháp vào đây rồi cho các em này. Đáy là chiếm 5 phần, ta nhân với 5. Biện phép tính ra các em ạ. Từ trái sang phải thôi. Ta sẽ được 40. Đơn vị là mét. À, cm các em ạ, cm. Rồi. Bây giờ chúng ta đến với chiều cao. Độ dài chiều cao của tam giác là, đúng không? Bây giờ tổng đáy và chiều cao là 64 rồi, mình thử nghiệm phép trừ luôn. Ta lấy 64 là tổng này, trừ đi đáy là 40. Thì mình sẽ ra được là 24, đơn vị là cm. Có đáy rồi, có chiều cao rồi, bây giờ tính diện tích thôi. Diện tích của tam giác là 40 này, rồi nhân với chiều cao là 24, rồi sau đó các em chia 2 hoặc em viết phân số là trên 2 này cũng được nhá. Đấy, tùy các em. Ta sẽ ra được là 480. Đơn vị là cm vuông. Đáp số 480 cm vuông. Vậy là chúng ta đã xong bài tự luận 3, một bài toán rất là hay đấy. Tiếp theo chúng ta cùng với thầy đến với bài tự luận 4 của đề kiểm tra cuối kỳ số 11. Đề bài 4 như sau. Hai công nhân dệt trong 3 ngày được 20 sản phẩm. Hỏi 6 công nhân dệt 6 công nhân như vậy dệt trong 6 ngày thì được bao nhiêu sản phẩm? Bây giờ cái câu này chúng ta phải đi tóm tắt ra các em ạ. Tóm tắt nha. Em để những con số này. Bây giờ hai công nhân nhá, hai công nhân. Đó, 3 ngày này. Thì được 20 sản phẩm. BD đang hỏi chúng mình là gì đây? 6 công nhân trong 6 ngày thì được bao nhiêu sản phẩm đây? Đây là câu này cũng rất là hay. Trong đề này, cái bài 3 cũng hay và bài 4 cũng hay. Bây giờ chúng ta nên rút về đơn vị thôi. Đó là rút về đơn vị thế nào nhỉ? Đó, các em xác định cho thầy là ví dụ hai công nhân trong 3 ngày được 20 sản phẩm thì em sẽ rút về đơn vị là một công nhân trong 3 ngày được bao nhiêu sản phẩm. Xong chưa? Đó, bước 1 nhá. Bước 1 này. Tính xem cho thầy là một công nhân này trong 3 ngày thì được bao nhiêu sản phẩm. Thầy viết tắt chữ sản phẩm nhá. Sau đó bước 2. Các em biết một công nhân trong 3 ngày được bao nhiêu sản phẩm rồi, các em sẽ tính được là một công nhân ở trong 1 ngày đúng không? Thì được bao nhiêu sản phẩm? Như vậy thì cuối cùng là 6 công nhân trong 6 ngày thì em chỉ việc lấy cái số đơn vị này các em nhân với lại 6 và nhân với 6 thôi là các em sẽ ra được bước 3. Em đã hiểu ý tưởng thầy làm chưa? Tức là thầy sẽ đi rút về đơn vị các em ạ.
Đấy, rút về đơn vị. Rút về đơn vị thì thầy cứ lấy những cái sản phẩm này thầy chia thôi, đúng không? Hai công nhân trong 3 ngày được 20 sản phẩm, vậy thì một công nhân trong 3 ngày thì sẽ lấy số sản phẩm kem chia 2. Em đã hiểu chưa nào? Rồi nhá. Đây cái chỗ này chữ sản phẩm nhá, đây thầy viết cho em sản phẩm này. Các bạn không hiểu là thầy viết tắt cái gì. Đây là sản phẩm. Đó, các em nhìn đi. Ý tưởng của thầy là rút về đơn vị thôi các em ạ. Chúng ta sẽ trình bày như sau. Một công nhân trong 3 ngày dệt được số sản phẩm là 7. Chúng ta sẽ có phép tính là gì kem nhỉ? Ta lấy 20 kem chia 2, đúng không? Thì sẽ bằng 10 sản phẩm. Em thể nhìn lại cái phần ý tưởng của thầy nhá. Đây. 2 công nhân 3 ngày 20 sản phẩm, vậy thì một công nhân sẽ lấy 20 chia 2 thì sẽ ra được là một công nhân trong 3 ngày kem nhá. Xong rồi. Tiếp theo em lại đi tính bước 2 cho thầy là gì? Một công nhân trong 3 ngày thì mình đã tính được 10 sản phẩm rồi. Đây là 10 sản phẩm mình đã tính được rồi này. Vậy thì một công nhân trong 1 ngày thì mình sẽ lấy số sản phẩm đấy chia 3 thì sẽ ra một công nhân trong 1 ngày em nhá. Một công nhân trong 1 ngày dệt được số sản phẩm là 10 kem chia 3, đúng không? Kem học phân số rồi thì em để phân số thôi. 10 phần 3 sản phẩm không sao cả nhé. Rồi, như vậy thì chúng ta đã có năng suất làm việc của một người trong một ngày là 10 phần 3, đúng không? 10 phần 3 sản phẩm. Như vậy thì 6 công nhân trong 6 ngày thì em cứ lấy năng suất em nhân lên thôi các em, đúng không các em? Cứ lấy năng suất em nhân lên thôi. Đấy, cái rút về đơn vị này, một công nhân một ngày thì chính là năng suất đấy các em ạ. Đó, 6 công nhân 6 ngày thì em nhân 6 lên. Mình trả lời là 6 công nhân trong 6 ngày dệt được số sản phẩm là 6 công nhân trong 6 ngày dệt được số sản phẩm là 10/3. Em nhân với 6 công nhân này trong 6 ngày này. Đấy, em cứ lấy năng suất nhân với số người nhân với số ngày thì mình sẽ ra số sản phẩm thôi. Dễ dàng mình thực hiện lần lượt từ trái sang phải. Mình sẽ được kết quả là 120 và đơn vị là sản phẩm. Và em ghi đáp số là xong thôi. Đáp số 120 sản phẩm. Như vậy trong cái đề này khá là hay. Vậy là vừa rồi các em đã cùng với thầy Tài làm xong các câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự luận có trong đề kiểm tra cuối kỳ số 11 rồi. Thầy chúc em ôn tập thật tốt nhé. Và thầy Tài hẹn gặp lại các em ở trong các video chữa đề kiểm tra cuối kỳ tiếp theo.